Ngày hôm nay thì hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Kale rất được vui mừng khi khai trương cửa hàng đồng hồ tại thành phố Biên Hòa xinh đẹp. Đây là cửa hàng thứ hai của hệ thống đồng hồ Kale tại thành phố Biên Hòa. Như quý vị có thể thấy, tại cửa hàng thứ hai này thì Kale giới thiệu một concept trải nghiệm đồng hồ chính hãng rất là khác biệt so với các cái cửa hàng khác, với những bộ ghế sofa tuyệt vời để cho những người yêu đồng hồ có thể ngồi trải nghiệm và xem những mẫu đồng hồ. Và đặc biệt tại đây thì lần đầu tiên Kale giới thiệu rất là nhiều các cái thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ và Nhật Bản nổi tiếng, chẳng hạn như là Nongjin, Tissot, Ferrero Constant, Certina và những thương hiệu đến từ Nhật Bản như là Seiko và Citizen. Xuất hiện hơn 10 năm tại thành phố Biên Hòa và đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng và mến yêu của quý khách hàng tại thành phố Biên Hòa. Chúng tôi hy vọng rằng với cửa hàng thứ hai, với một concept đặc biệt này sẽ đem đến những trải nghiệm đồng hồ chính hãng khác biệt tại thành phố Biên Hòa, và sẽ chúng tôi hy vọng rằng là quý khách hàng tại thành phố Biên Hòa nói riêng và tại tỉnh Đồng Nai nói chung sẽ tiếp tục tin tưởng và ủng hộ hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Kale chúng tôi hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Lời đầu tiên thì hôm nay nhân dịp khai trương công ty Kale Watch thì mình là một khách hàng thân thiết, đã từng sử dụng hồ Oren của Kale Watch một thời gian rất là lâu rồi. Hôm nay nhân dịp được biết là Kale khai trương thì cũng rất vui mừng. Vì đã có cửa hàng gần nhà mình thì mình cũng luôn tiện ghé tham khảo. Mình, cả gia đình mình hay mua hàng ở bên Kale Watch. Nói chung là cái chế độ bán hàng của các bạn rất là nhiệt tình, tận tâm, và chế độ mà dịch vụ sau bảo hành cũng rất là chu đáo.